tối hôm nay hai chú cháu đi uống cà phê một cái quán không gian quán cà phê cà phê màn hình rồi bên kia mà lại hai màn hình kia ta thấy cái đồ cắt cái đấy rồi. Quán này ở đường Cây Trâm, phường phường 8, quận Gò Vấp. Ở đây bên cạnh đây là có quán cơm chay luôn. Còn đây là không gian này là buổi tối là có cà phê rồi nước uống rồi có cả thức ăn luôn đấy. Mới lạnh. Cái quán này chú thấy xây dựng rất đẹp chú ạ. Con quay cho mọi người thấy cái khung cảnh xây dựng rất là đẹp. Thì con muốn đưa chú ra đây uống ly cà phê cho đầu óc nó thoải mái rồi tối về ngủ. Đặc biệt hôm nay thì con cũng đọc trên báo có một cái tin rất hot, đó là về xe điện VinFast lên sàn chứng khoán, tức là IPO ở Mỹ. Và hiện tại tin vui đó, con thấy là chưa thấy. Con thấy là đây là một cái tin sốt dẻo và rất là vui. Và nơi đây mình cứ hiểu là mình là có một cách khác, đây là một cái chuyện kiện bảo lã bảo thắng của những người dân trong khu xưa đó, và họ phải theo biến pháp là xe đi khác là không có cái gì đó mà thế mà đi biến pháp thế nào thì biến pháp giờ đang Trung Quốc. Và nó có cái này hay là chỗ là nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý gì đó để sản xuất xe để mà lên cái sàn, thì cái điều đó mình không quan tâm, là bởi vì họ đã lâu đời về làm cái ngành công nghiệp xe hơi từ lâu rồi, thì mình không quan nói. Mà mình là một cái đất nước Việt Nam nhỏ bé, thời hồi xưa thì chưa hề là một có ông nhất gì nghe lời chúng đó. Chỉ có cái thương hiệu VinFast là cái thương hiệu đầu tiên và duy nhất của Việt Nam mình mới vừa ra, nó đã chưa được 10 năm. Cái xe VinFast là xe điện và cái xe xăng VinFast mà bây giờ đã vào cái vị thế là một duy nhất xe hơi trên thế giới. Cái điều đó là một cái tức cười. Câu dọn cái xe này. Ok. Có người vậy chưa? 11 người rồi, ok, được rồi. Không, mình nói nghe được, người ta nghe không? Rồi, dẫn lên vui liếm rồi, ok. Lịch sử, đây là anh Giang, anh Hải là tổng giám đốc công ty bao bì đó. Đó, ok. Tại vì làm như vậy thì ta mới giới thiệu được. Có nghĩa là bây giờ con đứng lên giới thiệu cái quán này cho ta. Thấy ở đây khu vui chơi của Hội Giác thì cực kỳ lớn, thấy không? Có nghĩa là ở đây người ta bán đồ ăn, lẩu, các cái đủ thứ, mà vừa cà phê vừa phối hợp với lại ăn uống luôn. Ở bên này có những cái màn hình mà gọi là, ví dụ người ta gọi là đi đá banh, không biết người ta vẫn coi thưởng thức được. Quán này gọi là Sama Cà Phê, đó, rất đẹp. Ở ngoài trước là đường này đường gì? Đường này ngày xưa là đường Cây Trâm, bây giờ là đường Nguyễn Văn Khối. Đường Văn Khối kia đây đồ rất là đẹp. Mọi người thấy rõ không? Ngày hôm lớp 2 của Trâm Cương. Chưa tới mùa thu rồi, đã lá vàng ra đây rồi kìa. Chưa tới mùa thu rồi, đã lá vàng rồi. Rất là đẹp, không gian rất là đẹp, hoành tráng, đây, rất là đẹp. Rất là đẹp, đó. Ở đây có những khung cảnh đây, màn hình lớn để coi đá banh, đang bị chơi đó. Đó, cực
sự là buổi tối đặc biệt cái gì nữa không? Rất nhiều xe máy. Rất nhiều xe máy. Đúng rồi. Rồi đi vào phòng xem cho mọi người xem cái quán này. Buổi tối cháu ra uống cà phê. Thư giãn. Sao nó không nghe được các ta? Sao nó không nghe được? Vậy thôi à. Hồi nãy giờ mọi người có nghe không? Có nghe tiếng nói không? Cho mình biết để mình Có nghe được không? Không, mình không nghe rồi nhưng mà họ thì họ phải nghe chứ. Hello, có ai nghe được không? Báo cho biết tiếng coi. Còn bệnh vi có nghe được không? Lịch sử nhỏ lắm à, tại vì cái này mình đeo bluetooth ra, nhưng mà nếu mình bỏ bluetooth ra thì không cần, và mình bỏ ra thì mình sợ nó ồn lắm. Vậy thì mình lên lại đi, bỏ cái đó lên lại đi. Rồi tắt một bluetooth rồi đó, mọi người coi có nghe rõ không? Bây giờ cho biết là nghe rõ hay là không để người ta like, không người ta cắt like rồi. Bởi vì chào Hương Thu. Ok. Buổi tối thì ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Gò Vấp và quận Nhất, quận gì cũng vậy. Thực sự là tất cả mọi người đều vui chơi và rất là vui. Ok, rồi sao lại bỏ cái bluetooth ra thì nghe được rồi. Ồ, kỳ ta, thằng thượng sĩ nhất này nói là không có nghe được là sao? Nghe tốt bác. Ok, sao kỳ ta, rồi ok. Thì ở đây xin giới thiệu là anh chàng đây đi theo mình thì có một đứa cháu thì gọi là anh Hải, tổng giám đốc tin ấn bao bì. Anh chàng này là thuộc việc thạc sĩ về kinh tế, làm đề coi như kinh tế vĩ mô. Ở đây rất nói rằng là hay, nay mai có cái dịp là sẽ hội luận với anh ấy trên một cái bàn ở một khách nhà anh ấy để anh giải nghĩa. Bác thì cũng không có rành về đề kinh tế vĩ mô lắm, bởi vì không hiểu nó nói gì đó. Mình không học kinh tế thì mình đâu có biết, mấy ông già đi tao thì làm gì có cái chuyện đó. Lý do tại làm sao kinh tế vĩ mô nó quan trọng rồi nó nắm được cái gì thì đối với nhà nước Việt Nam mình và những cái nước tư bản như thế nào thì chắc là để ta nay mai về ta với nó sẽ là một cái like. Ok, còn mà nó muốn nói gì nói đi. Nói lớn chút. Xin chào mọi người. Giới thiệu mình đi, giới thiệu tên tuổi. Mình tên Hải. Thế hệ 8X. Quê Hà Tĩnh, vào Sài Gòn được 25 năm rồi. Học xong 12 thì vào đây học nghề. Rồi mở công ty in được hơn 20 năm rồi. Thì hôm nay rất vui là cũng ở gần nhà chú Cầm. Chú Cầm về Việt Nam chơi thì ở gần nhà chú. Rồi cũng rất là mến chú. Đặc biệt là với mình thì là thuộc dạng 8X giới trẻ, nhưng mà mến mộ chú là đặc biệt là rất yêu quê hương, rất yêu con người Việt Nam, rất yêu văn hóa Việt Nam. Mình thì cũng đã đi nước ngoài, cũng đi hơn 40 nước rồi. Vì Covid, với một cái ước mơ là đi khắp hành tinh. Thì đi nơi nào rồi cũng vài ngày thôi. Quay về Việt Nam thôi, chứ sống ở Việt Nam lâu rồi, văn hóa rồi, ẩm thực rồi. Hằng ngày ở đường phố mình thì luôn là lúc nào cũng vui nhộn. Rồi là xung quanh mình có anh em, bà con, bạn bè thân thiết. Cái tình cảm nó đi đâu, tình cảm nó rất dạt dào. Luôn luôn là xung quanh mình sống là luôn luôn có người Việt, luôn luôn có anh em bà con. Cho nên là thì thấy chú đi Mỹ 30-40 năm rồi, chú về đây chơi gần nhà. Qua dịch vụ chú đi uống cà phê, đi thưởng thức các cái món ăn dân dã Việt Nam,
cũng vài 30 ngàn thôi, từ quán cà phê cũng 15 ngàn quanh quanh nhà. Hôm nay buổi tối mình cũng mới vừa ra khỏi công ty thì ghé qua chú thì mời chú đi uống cà phê. Cũng có một cái là hôm nay đọc trên báo đó, có cái sự kiện rất là lớn, đó là cái công ty VinFast đã IPO, tức là lên sàn chứng khoán ở Mỹ, rất là thành công và rất bây giờ là rất nổi tiếng ở thế giới, làm cho nhiều quốc gia lớn, đặc biệt như Trung Quốc hay là các nước châu Âu rất ngạc nhiên. Cho nên là cũng gặp chú để làm một clip để quay về cái quan điểm của chú về sự thành công của VinFast ở Mỹ. Cái quan điểm của chú có giống mấy ông chủ cuội bên kia không? Thì bây giờ mình sẽ quay trực tiếp chú Cầm. Bây giờ có thể lật lại quá. Rồi được chú ạ. Không quay lại. Rồi. Ok, thì cái quan điểm của mình thì mình là người Việt, nói thẳng vậy, mình ủng hộ, lúc nào cũng ủng hộ cái những cái sản phẩm của người Việt, trong đó không riêng gì với VinFast, tất cả thì gạo, mắm, muối, bột ngọt, đường, bất cứ cái gì, những cái sản phẩm của người Việt, thậm chí quần áo, may mặc, giày, vớ, nếu mà đi xuất khẩu qua Mỹ thì ta cũng lựa cái đồ Vietnam mua, ta chẳng bao giờ ta mua cái đồ của nước ngoài cả, là mình mua để ủng hộ, bằng chứng là nhà bên Mỹ tao. Cái gì mà xài là tao kiếm rồi Việt Nam tao xài, dài cũng vậy, dớ cũng vậy, cũng là Việt Nam hết, nói chung là vậy. Ở bên Mỹ á thì về đây mà được những cái lúc gần đây thì khoảng một năm trở lại đây thì những cái thành phần mà nó chống phá Việt Nam mình chê bai VinFast một cách thống lệ, mình đủ thứ chuyện trên đời, từ các nước Đức là Canada là những cái đám dân cư bụi này kia là cái xí cái xó là được, là nhưng mà đó chỉ là những thành phần cá biệt để hận thù đất nước thôi. Còn tất cả những cái người lớn, ví dụ như người mà công ty lớn là đất nước lớn thì họ đâu có nghĩ cái chuyện đó. Trời ơi, nếu mà không tốt thì dân Mỹ đâu có mua, đúng không? Rồi bây giờ một cái nữa là mình lên được sàn chứng khoán của thế giới, mới là ghê. Ghê ở chỗ này nè, Anh, Pháp, Mỹ, Đức từ xưa giờ cái nền công nghiệp xa hơi nó thì mình không nói rồi, kể cả Đức vậy, hàng trăm năm nay. Thành ra cái chuyện đó là những cái công ty đó lên sàn chứng khoán thì cái chuyện đó bình thường, mình thấy bình thường tất cả. Nhưng mà đặc biệt ở Việt Nam mình là một cái nước nhỏ xíu xíu. Thật sự là mới chỉ có 20 mấy năm phát triển thôi. Đùng đùng phát, một cái là xe hơi đầu tay đầu tiên của Việt Nam mình lên sàn chứng khoán. Và hôm nay nghe nói là chứng khoán của Việt Nam mình nó lên tới 37%. Là cái số tiền của ông Bùi Viết Dũng thu về như là hai trăm năm mươi tám cái là kinh khủng. Bây giờ cái số tiền khoảng hình như mấy chục tỷ đô la mới rồi, 85 tỷ, mất cái một ngày hai ngày đó, thì cái điều đó là mình thấy mình hết hồn. Và những cái thế lực mà nước ngoài, ví dụ như là anh, những cái hãng, những sàn chứng khoán người ta giật mình, đó là một cái điều mình cảm thấy mình hãnh diện đó, là mình làm người Việt Nam mình phải hãnh diện thôi đó. Rồi sẵn cái dịp lên mình sẽ nói luôn là đây là một cú mắt, đây là một cú mắt vào mặt những anh chàng đó, những anh chàng trên quân đội và những cái thế lực thù địch mà không thích Việt Nam mình rồi nói bậy đó bạn. Cái gì cũng vậy thôi, cái gì cũng phải trả giá, sự thật lúc nào cũng là sự thật, đúng không mấy người, đúng không mọi người? Thì hôm nay buổi chiều thì cũng vừa ăn cơm nước, bữa nay thì cũng nói vui vui chút xíu là bữa nay con cháu nó mời đi ăn một cái quán được tên là quán Bùi Khó gì đó của Trường Giang gì đó, thì quán này mới mở được có 2-3 ngày gì đó, thì tự động nó lâu mình vô đi ăn thì mình ăn. Mình nói một cái câu như vậy, cái quán vừa ăn cũng bình thường thôi, chẳng ngon gì, cũng bình thường như các quán khác, nhưng cái điều giá nó hơi cao và mình nghĩ là những cái dân phòng và những người lao động chắc chắn là vô được, bởi vì cái quán đó những cái bán một cái rồi một cái chung thịt kho hoặc cái gì đó toàn là 100 mấy thôi, như công nhân không lão được không bới tới được, chắc lẽ là bán như chân như hạng sang thôi, là thức ăn cũng bình thường không có gì đặc biệt đâu. Quán ở đâu chú? Quán gì đâu, mình quận 2. Quận 2 thì ở đó là tập trung các cái tập đoàn chứng khoán, trong các cái công ty đó, của nước ngoài á, cho nên là nhiều. Các cái văn phòng công ty lớn nó tập trung ở quận 2 đó,
cho nên cái vấn đề mà giá đó chắc chắn là giá để phục vụ cho các cái nhân viên văn phòng mà lương cao 2-3 ngàn đô trở lên đó. Thì ở đó thì công nhân cũng có đâu, chỉ có chủ yếu là nhân viên văn phòng thôi. Thì tất nhiên là trong cái vấn đề phục vụ thì sẽ có nhiều khu vực, mỗi vùng thì sẽ có một cái giá nó phù hợp. Gò Vấp thì sẽ có giá Gò Vấp. Dù bữa cơm nó không có lời tiền tao đã, nhưng mà đi tập tiết bánh bao là gồm gần gọi là ly rồi, ăn không lề đường quen rồi, 30 ngàn là ngon thấy mẹ rồi. Mà tự nhiên trả hết triệu mấy là mình thấy mình sắp sót mẹ. Nói xin lỗi anh, bên đây mình không có chê nha, nhưng mà chỉ nói là cái điều đó quán đó chỉ phục vụ một cái lượng người mà cảm thấy là có tiền. Chứ thực sự là những người mà như là thợ hồ hoặc là những người công nhân bình thường chắc không dám vô đâu, bởi vì vô đó tại nó phải vài trăm ngàn, mà lương thì một ngày mấy trăm ngàn thì sao dám vô. Đại khái là vậy. Ở đây mình không chê bai gì cả, nhưng có cái điều tính tao là keo kiệt, cho nên ra ăn khoảng 20 ngàn thôi, tôi bị gõ 20 ngàn thôi, cái gì cũng vậy, chứ tao không dám ăn gì được. Đó là nói chưa vui thì thôi, cho tao ăn thứ gì đó cũng được, nhưng mà mình ở đây mình nhận xét là nó khách quán mà không có phục vụ khách, là không có tiền khách để khách được cái dạng cũng như là lương 2 ngàn đô giống như Dương nói vậy đó. Tao thấy khi nào người ta vô món ăn thì cũng bình thường, giống như mọi khác cũng khác khác thôi, giống như con nhiêu con nít vậy thôi. Nhưng mà cho con hỏi, con hỏi ngang cái này này. Rồi. Quan trọng là quán đó là bán cơm là cơm văn phòng. Cơm văn phòng thì giá cao rồi đấy, nhưng mà người ăn có đông chú? Cũng khá đông, mà tôi thấy hình như là họ đi tới lịch sự lắm, quần áo chỉnh tề. Tao nghĩ chắc là dân này dân cũng là cũng hàng cao cấp á. Dạ đúng rồi. Chứ không phải bình thường đâu. Dạ dạ, phân khúc cho dành cho cao cấp. Đúng rồi, dạ. Vì đó mình thấy thì thôi. Thì mình với lại ở đó thì chắc chắn là phải mặt bằng nó phải mắc rồi, tiền thuế rồi tiền mặt bằng rồi các cái gì đó ra thì cái chuyện ta lấy còn đủ ai muốn ăn ăn thì mình không bàn tới chuyện. Nhưng có cái điều mình thấy nấu ăn cũng bình thường thôi, không có gì cả. Rồi hôm nay chú được đi quận 2 thì chú thấy bên quận 2 phát triển như thế nào chú? Trời ơi, bên quận 2 quá là gì nữa. Sao? Quá trời quá. Không, mình không nghĩ tới cái chuyện mà nó phát triển trở như vậy. Hầu như mình không thấy cái chỗ nào mà quận 2 bây giờ thì nói là gì nữa giờ. Mà tiền đâu mua quận 2 mình đừng có nói, nhà đất thôi. Ô, khủng khiếp. Bây giờ nhà bên đó là nói toàn triệu đô, chứ còn đừng có nói cái chuyện là triệu đô mua cũng được. 3 tỷ mua chưa được, nhà bệnh cái nào cũng 100 tỷ cho lên không. Quận hai mà chợ khổ lắm. Á thì mình nói một lần nữa là ngày hôm nay là Việt Nam mình có một cái niềm vui rất là lớn, là đó là chứng tỏ cho thế giới biết rằng, ê, tao có mặt nha, tao có mặt trên thị trường chứng khoán nha, không dựng giỡn mặt cái tao, thấy mình vui vui, tính tao như hai thầy hước. Ê, sắp sửa nữa là sắp sửa rồi. Joe Biden rồi đã bán chiến thiên triệu đây. Đúng rồi, cho nên vì đó ra mình thấy vui vui, rất là vui. Ok, đặc biệt là tổng thống Biden rất vui khi mà VinFast đầu tư rất mạnh vào Mỹ. Đúng rồi. Còn theo mà... quan điểm của con nó thế này, nếu như 200 quốc gia trên thế giới này mà chỉ mỗi nước mỗi đầu tư mỗi cái công ty lớn như VinFast vào Mỹ, thế thì cũng tạo cho người dân Mỹ rất nhiều việc làm chú ha. Đây là ước mơ. Thì hôm trước nghe nói kia là mở một cái nhà máy lắp ráp bên gì ta, sao đây của ta hay là cái gì? Auckland hả? Đi Auckland hả? Ta quên mẹ nó rồi, nhưng mà nghe nói thu được khoảng 7.000 công nhân để mà phục vụ về lắp ráp dây chuyền của cái máy đó, sắp sửa, nghĩa là ta sẽ tuyển dụng đó. Dạ. Thì mình thấy là ở nước Mỹ cũng hưởng lợi, cũng là những thành giải quyết được những con người và để mà họ không bị thất nghiệp là khái vậy. Tạo công an việc làm. Tạo công an việc làm cho những người đó rất là hay, bình thường. Và chúng vấn đề, một cái vấn đề là mình cũng VinFast đã góp phần làm cho người Việt Nam nở mày nở mặt trên đất Mỹ, cũng đã có những người cũng đã định cư ở Mỹ 40-50 năm rồi. Nhiều người họ rất yêu cả Mỹ mà cũng yêu cả Việt Nam, nhưng mà cũng mong muốn là có một công ty lớn họ đầu tư vào Mỹ giống như Toyota hay Hyundai hay Kia, giống như của các công ty lớn của Trung Quốc, của Nhật, của Hàn Quốc đó. Thì hôm nay thực sự là chú cháu mình rất vui khi Việt Nam cũng góp một cánh tay
đắc lực để mà phát triển nền kinh tế của Mỹ, gọi là nền kinh tế hàng đầu của Mỹ. À, người ta nói cho ông, người ta nói là nước lên thuyền lên. À, nước Mỹ giàu thì chúng ta cũng ăn theo thôi, chúng ta giàu theo thôi. Bây giờ là mình phải tôn trọng sự lớn mạnh của người khác, mình phải tôn trọng cái sự giàu có của người khác thì mình mới khá được. Còn mình mà ghen ăn tức ở rồi cứ sợ người ta giàu rồi mình đố kỵ thì chắc chắn là mình cũng nghèo theo thôi. Anh Tao thì hơi cực đoan chút xíu, Tao không quan tâm những chuyện đó, vậy tao dốt về kinh tế mà. Cho nên vì đó tao không quan tâm này mà tao chỉ khoái là cái chỗ là cái bọn mà coi như chống người Việt Nam mình đó, chống Việt Nam mình đó. Lúc nào cũng sủa là Việt Nam mình không ra con ốc, con ốc con dít này kia, nó hạ nhục Việt Nam mình. Nhưng mà đi trên đây đây là một cái cú tát vào mặt đó, mà hình như là nó chưa gãy răng người ta chưa chịu. Còn tao khoái vậy, tao phải gãy răng nó mới chịu, cũng vậy đó. Có cái là thế này chú này, người một số đấy nhá, ở Mỹ thì cũng có một số ít thôi, gọi là người ta nói giàu thì nó khinh mà giàu nó nghèo nó khinh mà giàu nó ghét đấy, nghèo cỡ gì cũng nói được, cỡ gì nó nói được. Mà cái mà mình là người du sống ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, nhưng mình là dòng máu da vàng, con lạc cháu hồng, con cháu rồng tiên, thì dù có ghét Việt Nam thì tổ tiên mình vẫn là sinh ra mình chứ, ông cố ông can ông tí ông tỷ ngày xưa sinh ra mình chứ có phải là ông Mỹ ông Tây sinh ra mình đâu. Có thể là mình không thích cái này thích cái kia, đó là quan điểm, nhưng mà về tổn dòng máu tổ tiên thì mình vẫn là người Việt, dù sống ở bang nào bang kia vẫn là người Việt. Cho nên là cái sự thực là mọi người rất yêu chú Cầm, đó là chú Cầm hay nói thật, có gì nói vậy. Cho nên là cái quan điểm chú là rất là rõ ràng. Rõ ràng về Việt Nam thấy quán cà phê đẹp đấy, đẹp thì nói đẹp, xấu thì nói xấu, quán đẹp thì nói đẹp, đây tại Gò Vấp á, chứ không phải quận 2 đâu nhá, tại Gò Vấp. Tuệ Mẫn bên kia có quán cơm chay Tuệ Mẫn luôn, rất nổi tiếng nha. Quán chay Tuệ Mẫn này là nổi tiếng bên Mỹ luôn chú. Cơm chay à? Cơm chay, cành là cơm chay. Này là cơm chay. Quá ơi là đã rồi. Đây, chung, buổi chiều khi ăn cơm nước xong rồi uống cháo, đi ra uống cà phê hoặc là đi uống nước này kia thì nó trên cả tuyệt vời. Dạ. Trên cả tuyệt vời. Một cuộc đời sống một đời người sống một lần chú ạ. Được sống lạc quan, được sống trong tình yêu thương của mọi người. Mình có nhiều người đến khi chết rồi còn mang cục tức. Mà cục tức đó không phải là cục tức của mình mà thế này. Một cái điều thế này, con người ta có ba việc phải làm. Một là việc của mình, hai là việc của ông. Có ba việc, một là việc của mình, hai là việc ông trời, ba là việc của người khác. Mà có nhiều người á, mà con thấy cũng con coi kênh YouTube á, nên kênh YouTube bên Mỹ đó, bên như là Bosa gì đấy, còn chẳng biết Bosa đâu. Vì Lido Sài Gòn á, có nhiều cụ nói là tôi nghèo nhưng mà tôi lại muốn Việt Nam giàu lên. Thì con này nghiệm trong đầu con này, trên đời có ba việc, một là việc của mình, hai là việc của ông trời, ba là việc của người ta. Nhưng mà có nhiều người là gì, lo việc của ông trời, lo việc người ta mà quên mất việc của mình. À, cái này cũng đề tài cho chú nói đó. Nó cũng nói là nó cũng được người đó, chỗ là hay chê bai Việt Nam, bắt buộc Việt Nam phải thay đổi này thay đổi cái kia, phải làm cái này làm cái kia, nhưng bản thân anh ta chưa nuôi nổi cái bản thân của anh, có hiểu không? Có nghĩa là họ đang nghèo đói và họ đang không nuôi nổi bản thân, nó xin tiền trợ cấp mà đi hay dạy người ta, dạy mà dạy mới là ghê chứ, buồn cười, dạy những năm phải làm này, phải thân này, phải bỏ người kia, phải ghét con này, cái gì phải đường lối kinh tế, giống như tao thừa thừa tao nói hay là nó làm giống như nó đi dạy, nó dạy phạm nhật mượn làm giàu, nó buồn cười cho đó, nó buồn cười cho đó, thành ra tao chẳng bàn, cái điều gì nó buồn chẳng bàn. Ok thì cái live này hôm nay vui vui gì thôi, chỉ buổi sáng mình nói sẽ có một cái live nghiêm túc về nói chuyện về kinh tế vĩ mô, do anh Hải này trình bày. Lý do tại sao tôi thắc mắc là tôi muốn làm cái đó là bởi vì tôi chưa hiểu kinh tế vĩ mô là mấy, nhưng mà nghe nói là anh chàng này thạc sĩ về coi như là đại học về kinh tế, chắc chắn là có những cái điều thú vị và mình sẽ biết ha. Đúng không? Dạ. Thôi bây giờ tạm dừng đi. Ok, bye bye mọi người nhé. Rồi chúc mọi người một buổi tối tràn đầy yêu thương, tràn đầy hạnh phúc. Bye bye.